Chào mừng các bạn đến với chuyên mục dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Sau đây chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Burnley và Manchester City trong khuôn khổ vòng 22 giải Ngoại hạng Anh. Bất chấp trận thua 0-2 trước Chelsea ở vòng đấu trước với liên tiếp 3 chiến thắng trước đó, đặc biệt là chiến thắng ngay trên sân của nhà đương kim vô địch Liverpool đã giúp Burnley thoát khỏi khu vực cuối bảng. Tính đến nay sau 22 vòng đã đấu, đội bóng của huấn luyện viên Sam Dyche đã tạm vươn lên vị trí thứ 16 với 22 điểm để tràn đầy cơ hội trụ hạng mùa này. Tuy nhiên, đến vòng đấu thứ 22 này, dù được chơi trên sân nhà nhưng Burnley khó có cơ hội giữ lại dù chỉ là một điểm khi phải tiếp đón đội dẫn đầu bảng là Manchester City. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đang thể hiện một phong độ thi đấu vô cùng ấn tượng trong thời gian gần đây. Riêng tại giải Ngoại hạng Anh, Man Xanh hiện đứng chắc ngôi đầu với 44 điểm, nhiều hơn đối thủ cùng thành phố là Man United 3 điểm và đã ít hơn một trận. Vì thế, chắc chắn mục tiêu của Man City trong trận đấu với Burnley sẽ là 3 điểm. Hai cầu thủ đã vắng mặt trong đội hình của Burnley trong trận thua Chelsea là Ashley Barnes và tiền đạo Chris Wood được kỳ vọng sẽ quay trở lại đội hình xuất phát. Thủ thành Nick Pope đang thể hiện phong độ tuyệt vời trong khung gỗ và sẽ vẫn tiếp tục trao trọng trách gánh vác đền bên kia chủ nhà. Bên kia sân, tổn thất lớn về mặt lực lượng của Manchester City đến từ Kevin De Bruyne khi tiền vệ người Bỉ không thể kịp bình phục chấn thương. Dẫu vậy, tiền đạo số 1 người Argentina là Aguero đã hồi phục sau thời gian điều trị COVID-19. Và với quá nhiều những ngôi sao trong đội hình, đội quân của huấn luyện viên Pep Guardiola được kỳ vọng sẽ dễ dàng áp đảo đối thủ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Manchester City đã hoàn toàn áp đảo Burnley với 5 lần toàn thắng. Chủ nhà Burnley đang có phong độ không mấy ấn tượng thời gian qua với 3 chiến thắng và 2 trận thua trong 5 trận gần nhất. Đội khách Man City lại đang thể hiện sự trái ngược với chuỗi 12 trận toàn thắng liên tiếp. Thưa quý vị, tỷ lệ kèo 90 phút của trận đấu này, Manchester City sẽ chấp Burnley 1/3. Nhìn vào những thống kê về đối đầu và phong độ của cả hai đội thời gian qua, có quá nhiều lý do để đặt niềm tin vào Manchester City ở thời điểm hiện tại. Dù đây là kèo chấp tương đối cao, nhưng với những gì mà hai đội thể hiện trong thời gian vừa qua, cửa trên sẽ là lựa chọn đáng được cân nhắc. Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 3. Lịch sử đối đầu của hai đội thường xuyên có nhiều bàn thắng được ghi. Theo thống kê 8 trận đấu gần nhất mà hai đội gặp nhau, có đến 6 trận nhiều hơn 3 bàn thắng. Cùng với đó là hàng công của Man City đang thăng hoa trong những trận đấu gần đây. Họ ghi được 20 bàn thắng tính trên 10 trận đấu gần đây, nhưng chỉ để thua 2 bàn, tài sẽ là lựa chọn ở kèo này. Dự đoán của Thể thao Văn hóa, Man City sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.